này khoe với Princess Lifestyle là dược thảo dinh dưỡng chất lượng cao cho người luôn sống vui tươi trẻ thêm đẹp xinh, cộng đồng luôn tin tưởng đến Princess Lifestyle đem niềm vui cho mọi nhà là Princess Lifestyle. Kính chào quý khán giả đến với chương trình Địa ốc kiến thức và thành công với Kính chào quý khán giả đến với chương trình Kiến thức Dược Thảo với bác sĩ Morita Lưu Mỹ Linh và Phạm Khanh. Thưa quý vị, đây là chương trình truyền hình trực tiếp, nên quý vị nếu có những câu hỏi liên quan vấn đề bệnh lý, cách sử dụng các loại thuốc dược thảo như thế nào cho có hiệu quả, xin gọi cho bác sĩ Morita 714-893-3264. Xin lỗi bác sĩ Morita, lỗi luôn Linh, lộn qua chương trình cả. Điều này nhiều quá, đâu quá nhập ba. Điều này chắc trừ luôn, không anh không nghe. Xin kính chào quý khán giả. Dạ vâng, xin kính chào quý khán thính giả, chào quý vị, chào bác sĩ và chào anh Phạm Khanh. Dạ vâng. Nhà nói lộn vậy thành ông ra... Bác sĩ sẽ đi bán nhà. Bác sĩ đi bán nhà. Nhà nói lộn vậy thành ra mọi người cười vui vẻ. Cái chuyện này là lần đầu tiên lộn, làm Phạm Khanh làm cũng nhiều chương trình lắm. Của đài khoảng 3-4 chương trình nhưng mà ít khi lộn lắm, lâu lâu nhiều khi lơ đãng một chút xíu là lộn ngay, nhất là cái chương trình này nó lại trùng với là chương trình Địa ốc của bác sĩ. Yeah. Đây là kiến thức dược thảo, cái bên kia kiến thức địa ốc, nên cái nào cũng kiến thức nói dễ lộn. Thưa bác sĩ, trong ngày hôm nay thì bác sĩ sẽ trình bày với quý khán giả đề tài nào thưa bác sĩ? Cái xăm của mình đó Phạm Khanh, còn một số thì tôi muốn mình cho cái gì mua cho nó hết trong cái mùa này đó. Dạ. Để mùa tới mình gặt cái mùa sau nữa. Dạ. Gặt cái mới nữa. Dạ. Dạ, mình còn không còn bao nhiêu thôi Phạm Khanh. Dạ vâng. Dạ, nên hình cái... như là mùa thu hoạch là đến mùa thu phải không bác sĩ? Dạ. Thu hoạch là bắt đầu tháng 9. Bắt đầu thường thì 5 năm hoặc là 6 năm hoặc là cái nào mà cũ nào nó lớn là 4 năm rưỡi thì mình thu hoạch rồi. Dạ. Nhưng mà có những cái thu hoạch là 6 năm. Dạ. Dạ. Nhưng mà thưa bác sĩ, cái mình người ta có phân loại ra sâm 6 năm hay sâm 4 năm rưỡi không để mà đặt theo cái giá của nó trên thị trường không? Dạ có chứ cô. Thường thường 5 năm, 6 năm nó thì nó ngang hàng giá với nhau. Dạ. Tại vì cái củ nó lớn rồi đó. Tại dạ. Thường thường á, cô biết sâm ở đây trồng người ta không có vô phân. Dạ. Tự cái sâm nó lên rồi giống như là cái organic rồi. Dạ. Chứ không có vô phân. Anh thấy phân mà sâm mà bên Trung Quốc hoặc là những nước khác anh thấy không? Củ sâm nó rất là to. Dạ, dạ. Nhưng mà nó lại không có giá trị bằng ở bên Mỹ này. Tại vì dạ. Bên Mỹ này người ta trồng là bằng phân thường thôi chứ dạ. Không có phân hóa học. Tôi gọi là organic á. Organic á, dạ, dạ đúng dạ. Rồi. Thứ hai nữa là người ta trồng không phải là ở ngoài trời. Dạ. Đồng ý là ngoài trời nhưng mà có đồ che hết à. Dạ. Để cho nó giữ cho cái độ nó tốt á. Dạ. Đừng có bị cái con này con kia. Anh biết không, cái bông của cái sâm đó, những con bi con này con kia nó thích ăn lắm mà anh. Anh để ý cái nhà anh trồng chừng 5-7 bụi đi, bao nhiêu cái bông kế bên mà nó không ăn. Dạ. Thích ăn cái bông của cái sâm thôi à. Tại vì nhiều dinh dưỡng. Khôn dinh dưỡng. Thưa bác sĩ, trước khi nói về cái chương trình promotion về sâm của công ty Princess ngày hôm nay thì xin bác sĩ có thể cho biết rằng là nhân sâm nó có tác dụng như thế nào đối với cơ thể thưa bác sĩ? Nhân sâm nó mạnh lắm anh, tại vì anh biết là từ bao nhiêu đời rồi đó. Yeah. Người ta dùng nhân sâm để mà thật sự thì nó là bổ khí chứ không phải bổ máu. Nhưng mà anh biết cái tim con người ta đó, mà nếu mà nó khí huyết nó không có điều hòa đó thì chắc chắn là mình bị tim rồi. Tại sao người ta uống sâm, người ta có người nói uống sâm để mình giúp cho cái tim thì rất là đúng thưa anh. Với lại nó không có làm cho mình bị cao máu. Nhưng mà quý vị nên nhớ là nó có hai loại sâm. Sâm bạch sâm á, thì mình uống mình không có sợ bị cao máu. Nhưng mà hồng sâm á, thì mình cẩn thận chút xíu. Tại có một số người hồng sâm uống vẫn bình thường. Nhưng mà có một số người hồng sâm mình uống vô nó làm cho bị hypertension chút xíu. Yeah. Thì mình phải coi, mình phải biết. Mình uống thời gian thì mình phải có máy đo đó thôi. Dạ. Nên sâm của công ty chúng tôi đó trồng từ 4 năm, 5 năm, 6 năm. Nhưng mà chia làm nhiều lắm. Ví dụ sâm cũ, rồi củ lớn, củ nhỏ. Rồi xay thành bột, rồi vô viên, rồi mình cộng thêm cái sữa ông chúa, rồi mình làm trà sâm nữa. Mà trà sâm của công ty đó, anh thấy là không phải giống như thể là sâm của đại hàng là mình quậy cái mình không có thấy cái xác sâm ở đâu hết á. Yeah. Còn cái này đó, quý vị, cái một cái bịch sâm vậy đó, quý vị làm trà, quý vị uống cả ngày đi, thì sau khi đó quý vị mở cái bịch, cái gói sâm ra đó, trong đó nó đầy đủ những cái sâm mà mình xay ra đó, không anh?
Nên nhiều khi quý vị hỏi làm sao biết cái sâm nó sâm thiệt hay sâm giả, 100% là nguyên chất đó. Chứ bây giờ anh xay ra thành bột cái rồi anh bỏ đường vô thì người ta đâu có biết là cái đó là 100% hay là không. Yeah. Nên quý vị nào mà dùng nhân sâm Hoa Kỳ, tức là nhân sâm của công ty đó, mình chúng tôi gọi là nhân sâm Trường Thọ. Trường Thọ. Dạ. Anh uống Trường Thọ thì hay Trường Thọ thì sống chắc được 100 tuổi. Uống đều đặn thì sẽ được 100 tuổi. Thưa bác sĩ, Lưu Mỹ Linh có một câu hỏi này, như bác sĩ nói hồi nãy là khi mà cái nhân sâm mà đã được bón những cái loại phân hóa học đó, yeah, thì cái sự khác biệt giữa nhân sâm được bón phân hóa học và cái nhân sâm mình để cho trồng tự nhiên thì cái dược tính của hai loại nó khác nhau. Nó khác nhau không? Cái function nó cũng khác nhau, mà cái vấn đề mà cái function nó cũng khác nhau nữa. Nên mà cái nhân sâm mà người ta trồng nuôi bỏ cái chất hóa học nhiều quá đó, thì cái củ nó to gấp đôi. Yeah. Nhìn thì hấp dẫn nhưng mà cái dược tính nó lại không nhiều. Nên nó không bằng cái thường, thì nó vô cái spleen, vô lung, như là vô cái heart, là vô tim của mình. Yeah. Là cái nhân sâm nó hơi đắng mà nó hơi cay, mà nó hơi nồng chút xíu, nó tốt. Yeah. Yeah. Còn có những cái nhân sâm mình trồng đúng đó thì, tại vì nếu mà nó không có tốt thì làm sao mà tồn tại được tới 3-4 ngàn năm rồi Phạm Khanh. Yeah. Yeah. Nhưng mà có một số người nói tôi không đồng ý là cũng là bác sĩ, nhưng mà nói sao tôi sợ quá, tôi không dám cho bà xã tôi uống nhân sâm lúc bà xã tôi có bầu hay sao vậy, tôi sợ bà uống nhân sâm bà nứt người. Không, kính thưa quý vị, nhân sâm mình uống không có nứt người, tức là mình uống vô để cho nó máu huyết nó lưu thông nó đều, tức là nó giữ cho cái tim mình nó tốt thôi. Chứ không phải là quý vị uống vô nó nứt người, có người sợ gì đó, Phạm Khanh. Tức là một bác sĩ nói chuyện với tôi, nói tôi, bà xã tôi thích nhân sâm lắm mà tôi không dám cho bà xã tôi uống nhiều. Tôi sợ nhiều người của bà xã tôi nứt người. Ừ, bổ quá nứt rồi, trời nói là vậy, con nít cũng vậy. Không, dạ, không có đâu, không có. Thật sự ra mình lên cân nhiều quá thì dạ, cái da của mình nó không có cái sức đàn hồi đủ, thành ra nó làm nứt thôi. Là khi mà mình tập thể thao nhiều đó, ừ, những người ta làm bodybuilding đó anh Phạm Khanh, ừ, người ta uống cái protein nó xong người ta lên cân, nó xong mà hồi ở những cái bắp thịt ở đây này nó cũng nứt ra. Ừ. Chứ không có phải là tại vì xài nhân sâm ấy, giống như các cụ ngày xưa cũng hay nói là uống cái lộc nhung á, nó bổ quá cũng làm cho nứt người, cái đó cũng người ta sao nói vậy, thế thật sự mình chưa có thấy ai bị nứt hết á. Yeah. Nhưng mà nó nói cái ai cũng sợ trơn rồi, không dám uống, không biết. Yeah. Ngày xưa thì mình nhân sâm nó quy biết là nhân sâm là tán quý, là đường quy này kia, mấy củ quy nói là không có nên dùng cho sao trước cái tuổi 35-40 hay 50-60-70 là nên dùng, là quý vị nên nhớ là ngày xưa sâm không phải là dễ tìm, sâm rất là hiếm quý, nên người ta nói về để cho con cái mình nó bớt uống, là để cho mấy ông bà cụ uống cho nó sống dai hơn với lại khỏe mạnh hơn đó Bạc Anh. Nhưng mà bây giờ anh thấy không, con nít mười mấy tuổi muốn cho nó có bột tốt rồi cũng uống nhân sâm cũng tốt vậy. Yeah. Thứ nhất là máu huyết lưu thông, thứ nhì là hỏi tại sao mà nhân sâm nó giúp cho không có bị cao máu. Là quý vị biết là thấy nhân sâm nó vô người đó, nó quật huyết, nó không phải là bổ máu là cái tán khuế đương quy hoặc là cái những cái loại khác, cái loại nó làm cho mình bổ máu, còn cái nhân sâm thì nó bổ khí thôi, mà bổ khí thì nó giúp cho khí huyết lưu thông. Tại sao anh Phạm Khanh thấy là những người bị bệnh tim đó, bác sĩ hay cho uống thuốc lọc máu lắm. Yeah. Tức là uống cái Flavix hoặc là uống những cái loại mà chứ không uống dược thảo cũng được, dược thảo là ginkgo biloba hay là quý vị uống cái warfarin hay là cái coumadin này kia đó. Nhưng mà quý vị nên nhớ là mình thay thế, thay vì mình uống nhân sâm thì đâu có ai mà có tiền hay là biết dùng, để mà ai cũng biết dùng nhân sâm hết, thì người ta lại cho uống những loại thuốc này, là cái warfarin hay là cái coumadin hoặc là uống cái aspirin này kia đó, để yeah, chi để cho máu huyết mình nó lưu thông, để giúp cho cái tim mình làm việc tốt, thì mình uống sâm cũng vậy. Sâm là một trong những cái mà giúp cho tim gì hoạt động rất là tốt, với là những người mà mệt đó, mệt mỏi người ta hay thường người ta bị cái bệnh nó gọi là cái fatigue, uống vô thì nó khỏe. Nên nhân sâm nó nhiều, nó giúp cho chúng ta rất là nhiều. Bởi vì tại sao mà nhân sâm anh Phạm Khanh thấy là bên nước nào cũng trồng hết, bên Nhật, bên Đại Hàn, bên Đài Loan hay nước nào cũng trồng có tốt hết đó. Nhưng mà có những cái nước đó, nó mình không phải bón phân gì hết, là bên nhân sâm Hoa Kỳ đó, là sâm ở Wisconsin đó, là chỗ đó là cái núi đó là trồng tốt nhất hơn. Dạ vâng, trên vùng núi cao, khí hậu trong lành.
Và thưa vị, bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số thông tin thương mại và sau đó chúng tôi sẽ trở lại và cho biết rằng là cái chương trình promotion nhân sâm trong cái dịp lễ cha này sẽ đặc biệt như thế nào.